Mới đây tại Hà Nội, Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018 đã chính thức khai mạc. Diễn đàn năm nay có chủ đề Hội nhập Kinh tế Quốc tế trong tình hình mới, chủ động, đổi mới, thiết thực và hiệu quả. Phát biểu tại diễn đàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Liên ngành Hội nhập Quốc tế về Kinh tế Vương Đình Huệ nhận định, công tác hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2018 ước đạt 475 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt 239 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,2% so với năm 2017. Hàng hóa Việt Nam đã tiếp tục khai thác các thị trường truyền thống và mở rộng tìm kiếm, phát triển thêm nhiều thị trường mới. Tỷ lệ tận dụng ưu đãi từ các thị trường đã ký kết hiệp định thương mại tự do FTA đạt khoảng 40%, tăng mạnh so với con số khoảng 35% các năm trước, cho thấy doanh nghiệp Việt Nam đang ngày càng chú trọng tới việc khai thác các cơ hội từ hội nhập và thực thi các FTA. Tại diễn đàn, các diễn giả tập trung thảo luận, phân tích, dự báo những xu thế diễn biến trong tình hình kinh tế thế giới, khu vực, đặc biệt là xu thế bảo hộ thương mại và diễn biến của quan hệ thương mại giữa các nền kinh tế lớn của thế giới, tác động tới kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Diễn đàn cũng đánh giá các khía cạnh liên quan đến công tác triển khai thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới của Việt Nam như CPTPP và EVFTA.